Ok, xin chào anh em và mình là Hưng Khúc. Đây là chiếc Samsung Galaxy Z Fold 4. Mình đã sử dụng nó mấy tuần nay rồi. Cầm đi Thái Lan cùng với cả chiếc iPhone 13 Pro Max và iPhone 14 Pro. Năm nay Samsung đã tùy chỉnh vài thứ nhỏ nhỏ trên chiếc Galaxy Z Fold 4 này, và để khiến cho việc sử dụng nó trở nên thú vị và nó thực tế hơn rất là nhiều. Màn hình bên ngoài vẫn là 6.2 inch mà bên trong thì là 7.5 inch. Tuy nhiên, Samsung đã thay đổi lại tỷ lệ màn hình từ 25:9 trên Galaxy Fold 3 xuống chỉ còn là 23:1:9 trên Galaxy Z Fold 4 để mà khiến cho cái màn hình bên ngoài nó sẽ rộng hơn một chút. Cái một chút này thì nó sẽ không làm tăng cái cảm giác nhìn của anh em, nhìn nó sẽ không sướng hơn. Nhưng mà khi mà anh em dùng ấy thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều, đặc biệt là khi mà anh em gõ phím. Từ Fold 1, Fold 2, Fold 3, mình dù mình cảm thấy rất khó chịu khi mà gõ phím bởi vì cái màn hình bên trong nó là quá hẹp. Tuy nhiên lên đến Fold 4 ấy, phải qua chuyến đi Thái Lan vừa rồi thì mình mới nhận ra rằng mình đã dùng cái màn hình bên ngoài nhiều hơn những gì mà mình tưởng. Đi ra nước ngoài hay là khi mà mình đi du lịch ấy, mình có để cả iPhone 13 Pro Max và Fold 4 vào trong túi quần, thì mình có thói quen đó chính là mình lấy cái em Fold 4 này ra nhiều hơn. Thứ nhất ấy, đó chính là cầm ở một tay nó sẽ dễ chịu hơn, và đó là lợi thế của màn hình gập. Giơ lên chụp ảnh phát xong, cất vào, nó rất là tiện. Và lý do nữa như lúc nãy mình vừa nói, cầm lên rồi thì do cái bề rộng cái màn hình bên ngoài nó sẽ lớn hơn, nên là nếu như mà có tin nhắn đến ấy thì mình cũng có thể là trả lời được luôn bằng cái màn hình ở bên ngoài, và thao tác gõ phím nó dễ chịu hơn. Hiện nay chúng ta cũng sẽ có chiếc Oppo Find N, được anh em khen rất là nhiều về cái màn hình bên ngoài nó sẽ dễ dùng hơn. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại thích cái kiểu dọc của Fold hơn, cầm nó lạ và nó sang hơn, và nó đúng cái cảm xúc, cái cảm giác mà người dùng trong phân khúc này tìm kiếm khi mà sở hữu một chiếc điện thoại cao cấp. Và điều quan trọng đó chính là cái màn bên ngoài nó bé và mở ra thì nó là cả một cái trải nghiệm khác biệt. Cái trải nghiệm nó tách biệt nhau và nó phục vụ cho những nhu cầu và tình huống khác nhau. Và một lần nữa, tương tự với cả cái màn hình bên ngoài, thì năm nay mình lại có nhiều lý do hơn để mà mở cái màn hình bên trong này ra. Mọi năm thực sự là mình không biết là vì sao mình lại phải mở cái màn bên trong này ra, ngoài việc là nó làm cho mọi thứ trở nên to hơn, vậy thôi. Tuy nhiên, năm nay Samsung đã thêm rất là nhiều tính năng đa nhiệm vào đây. Bên dưới nó sẽ có một loạt ứng dụng để mà cho anh em mở lên nhanh, thay vì phải là vuốt qua, vuốt lại, chuyển ứng dụng như là ngày xưa nữa. Mình thường xuyên sử dụng nó. Ví dụ như khi mà mình đang đọc báo, có tin nhắn Telegram gửi đến ấy, thì chỉ việc là bấm cái trả lời, trả lời xong rồi lại bấm cái đọc tiếp. Thế, nó rất là tiện và nó rất là nhanh, thao tác nó lược bỏ đi rất là nhiều. Anh em cũng có thể là tắt cái thanh này đi bằng việc là giữ một lúc này, nhưng mà mình thường xuyên sử dụng nó nên là mình cứ để đấy thôi. Và anh em cũng có thể là sử dụng 2 đến 3 cửa sổ cùng một lúc. Đa phần là ứng dụng phổ biến nó sẽ đều hỗ trợ cả, và anh em có thể là chia cửa sổ chính xác cái vị trí mà anh em mong muốn. Chỉ được khi nào mà nó vượt qua cái vùng safe zone ấy thì nó sẽ trả lại cái vùng safe zone, hoặc là out luôn cái ứng dụng kia đi. Và theo thói quen của mình ấy, thì mình hay sử dụng là một bên là camera, một bên là Snapseed, chụp xong cái là chỉnh ảnh luôn, hoặc là một bên là Telegram này, một bên là trình duyệt web. Nói chung là tùy vào thói quen của mỗi anh em. Các cửa sổ đa nhiệm thì nó vẫn lưu lại y hệt như là tablet vậy. Đấy là một số trường hợp đa nhiệm theo kiểu là nhiều ứng dụng. Còn từng ứng dụng ấy nó cũng được tương thích để mà nó phù hợp với cả cái màn hình lớn hơn. Ví dụ như khi mà anh em chụp ảnh nhá, thì anh em có thể là chọn chế độ nhiều cửa sổ, ảnh chụp xong là nó nhảy sang bên cạnh luôn để mà anh em thấy được là chất lượng ảnh của nó giảm sao này. Hay là Facebook đi, thì khi mà anh em mở Mesh lên ấy là nó sẽ tự động nhảy ra thành hai cửa sổ. Đó. Nhưng mà tất nhiên rằng là ngược lại thì nó vẫn còn có rất là nhiều sạn. Ví dụ như khi mà lướt YouTube, lướt News Feed Facebook ấy, thì các thông tin nó cứ bị to trình ình lên cái màn hình vậy. Nó rất là khó để mà quan sát một cách bao quát ấy, và nó chưa tối ưu được cho diện tích màn hình lớn. Samsung cũng có khắc phục bằng một cái giải pháp, đó chính là cho phép thay đổi cái tỷ lệ cửa sổ thành 16:9 sang 4:3. Thì ứng dụng nó sẽ thu hẹp lại và nó sẽ có cái hai cái viền đen ở hai bên. Tuy nhiên thì mình thấy ra ở đây sẽ chỉ là một cái giải pháp tạm thời áp dụng cho tất cả mà thôi. Còn muốn xịn thật sự thì Samsung sẽ phải làm việc với từng hãng phần mềm khác nhau để mà ứng dụng cho cái màn hình vuông vuông kiểu này. Như vậy thì nó mới xịn và nó mới khác biệt thực sự được. Nó tương tự như là việc là Apple sẽ phải buộc các hãng phần mềm để mà hỗ trợ cho cái Dynamic Island vậy. Và cả Samsung và Apple đều phải rất là cố gắng. Và mình cũng hy vọng rằng là Samsung và cả Apple nữa sẽ tiếp tục tối ưu phần mềm để mà tạo ra những trải nghiệm khác biệt riêng. Tóm lại thì với dòng Fold 4 năm nay thì mình có thể nói rằng là mình đã thoải mái sử dụng cả cái màn hình bên ngoài lẫn cái màn hình bên trong, dù vẫn còn một vài sạn nhưng mà có thể thích nghi được. Thiết kế của Galaxy Fold 4 năm nay, về thiết kế của máy thì nó được làm gọn hơn, viền mỏng hơn và nó nhìn sang hơn. Mình thấy như vậy là đủ, bởi vì cái kiểu dáng của Fold 4 ấy trông nó đã hay ho và nó đã khác biệt rồi. Màu xanh này thì nhìn nó cũng rất là sang nhá, sang từ cái mết ở mặt lưng cho đến viền bóng nó cũng rất là sang. Mình rất ít khi khen viền bóng của một chiếc smartphone nào, nhưng mà cái viền bóng của cái màu này trông nó
ưng thực sự luôn ấy. Còn về chất lượng camera năm nay thì nó cũng sẽ được nâng cấp mạnh so với cả phiên bản Fold 3. Nhưng mà đấy chỉ là so với cả phiên bản Fold 3 thôi nhá. Chứ còn về bản chất thì nó cũng mới chỉ tương đồng so với cả những em Galaxy S22. Bởi vì dù sao thì những cái người dùng Fold ấy thì họ cũng không chụp ảnh quá nhiều. Nhưng mà nếu như mà anh em muốn ấy thì anh em vẫn sẽ có được những cái bức ảnh phải gọi rằng là rất là đẹp. Trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi ấy, thì mình với cả anh Phan Tuấn Anh có đi chợ đêm này rồi đến phố Chinatown chụp ảnh các kiểu ấy. Và hầu như những cái bức ảnh ấy nó đều khá là ưng và có mức độ chi tiết cao. Về thời lượng pin của Galaxy Fold 4 thì nó cũng chưa đạt đến mức là dư giả, nó cũng chưa đạt đến mức là 1.5 ngày, bởi vì nó vừa phải gánh cái màn hình bên ngoài lẫn cái màn hình ở bên trong. Nhưng mà nếu như mà anh em sử dụng trong vòng 1 ngày thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Ok, và đó chính là những trải nghiệm của mình về chiếc Samsung Galaxy Z Fold 4, một chiếc máy thuộc phân khúc cao cấp với sứ mệnh là đem đến những trải nghiệm mới lạ và khác biệt, đem lại cái cảm xúc sang trọng cho người mua. Và nó đang ngày một cải tiến hơn. Anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy cùng comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.